Nguyên cái chương thì bà con hoàn toàn có thể tự đọc được, không có gì đặc biệt. Nhưng mà ở đây có một điều đặc biệt. Các vị sư kỳ vậy, nghe không rõ nè. Các vị nghe không rõ nè. Trong chương Bà La Môn này. Đã. Cho nên nếu mà vị nào mà có xin, ví dụ như là thay vì cứ đi tới, đi tới, đi tới, thì các vị có thể làm giúp dùm cái đó thì rất là hay, rất là hay. Là quay lại đến chương đó, các vị sẽ thấy có rất là nhiều cái bài kệ ở trong cái chương đó được nhắc lại ở những chương sau. Nhắc lại ở chương sau là lẽ ra đó, thì nếu mà tôi có thời gian ấy, thì tôi sẽ làm gì đó. Nhưng mà phải nói như vậy thì quá tốt đó. Nhưng có điều phải nói là tôi nói thiệt là đúng có thời gian làm gì đó. Một ngày mà tôi một tuần 3 ngày rồi là tôi đã là dữ lắm rồi. Thì trong đó nó có những cái chương, ở trong đó nó có những cái bài, trong cái chương Tôi Ân Dư Thiên nó có những cái bài kệ đã được giải thích rồi. Thì cả trong đó những cái chương, những cái bài kệ đó được nhắc lại nguyên văn ở trong chương Bà La Môn này nha. Xem kinh người mình nếu mà sẽ khó qua thấy nó trùng. Nhưng mà nếu mà người mình có cái lòng nghiên cứu thì họ phải mang ơn những cái trùng đó, thì họ thấy rằng có những điều đặc biệt ở trong kinh đó, là có những cái câu kể, có những cái vấn đề được Đức Phật nhắc đến, như là như khi nói đến những người mà họ có nhiều cái khẩu nghiệp bất thiện ấy, thì Đức Phật thường nhắc đi nhắc lại một câu kể thôi, đó là của người sinh ra với cái búa trong miệng, sinh ra với cái búa trong miệng, thì cái búa đó nó có thể là làm đem lại, mình thì khéo dùng thì nó đem lại nhiều cái lợi ích, mà nếu không khéo dùng thì nó sẽ đem lại rất là nhiều cái bất lợi, rất là nhiều cái tai hại, rất là nhiều cái khổ báo cho mình. Rồi trường hợp thứ hai đó là ngày khi nói đến trường hợp kham nhẫn thì ngày thường nhắc đi nhắc lại cái câu kể rằng là cái người mà bị người khác xúc phạm, cái người mà bị người khác chọc giận ấy, mà nếu không nổi giận ấy, thì sẽ được xem như là cái người thầy chữa bệnh cho cả hai, chữa bệnh cho mình và chữa bệnh cho người khác. Nguyên văn ở trong kinh là y sư đó, y sư là thầy thuốc cho mình và cho cả đối phương. Rồi một cái bài kệ nữa, ngài nói rằng là khi người khác chọc giận mình ấy, mà mình nổi giận ấy, như vậy là mình vô tình khiến cho đối phương họ được mãn nguyện, được thành công như ý họ muốn, ví dụ như vậy. Thì đó là những cái câu kệ mà được nhắc đi nhắc lại trong những tình huống tương tự, thì tôi cho rằng là mình đây là một cái điều lợi cho mình, đây là điều lợi có thể nói là dễ nhớ hơn. Thì dĩ nhiên có một số người với ác ý thì họ nghĩ rằng giống như Đức Phật ngày tại sao ngày không có phong phú, ngày không có giàu có đến mức mà có thể ở mỗi trường hợp thì nói ra những câu khác nhau. Nhưng mà theo tôi lại nghĩ khác, là không cần thiết. Nếu mà ngài thấy rằng ngài dùng cái cách nói đó nó mà có được cái tác dụng, có được lợi ích, có được cái hiệu quả tương đương, thì tôi nghĩ là cái điều đó có lợi cho đệ tử ngài thôi. Những người thọ trì cái lời dạy của ngài đó dễ nhớ, có một cách nói thôi. Và bằng chứng mình thấy trong cái văn hóa Việt Nam mình cũng vậy, có vô số những cái câu ngạn ngữ, có những câu châm ngôn mà được người ta nhắc đi nhắc lại, nhắc đi nhắc lại mà hiệu quả nó vẫn không có kém. Thí dụ như chị Nam có những câu là một lần sợ tốn, bốn lần không đủ, hoặc là tính già ra non, hay là cái tác dụng nó vẫn không thay đổi mà nó lại có cái lợi là người ta có được những cái công thức, để đời, những cái công thức dễ nhớ trong cái cuộc sống. Thì tôi trở lại cái nội dung của cái bài kinh, của cái chương Bà La Môn này nè. Cả cái chương này á là nhắc đến cái nhân duyên xuất gia của một số vị Bà La Môn ở trong một cái dòng họ, có chung mang chung cái họ là họ Pha Rồi Chá. Em pha ra rồi chứ.
Trong cái bài kinh đầu tiên thì chúng ta thấy rằng là có một cái bà tín nữ, Thánh Ân Cha Ni. Cái bà này bà này bà có một cái thói quen mỗi lần mình bà dịch viết mình là bà niệm Phật. Ở đây chúng ta thấy nó có một cái chuyện đáng để mình lưu ý này. Là mình thấy là Việt Nam mình biết có một câu thôi, một thà giác. Dịch ra là mô, là cả hai chữ thì chữ mô Phật chứ không phải là chữ chữ dịch mà là chữ âm. Chữ mô ở đây nó là cái đọc tắt của Pali. Theo cái luật Pali là cách thứ tư. Tiếng âm cái là đây tiếp. Mà đây tiếp nó là gì? Nó chính là indirect. Nó là indirect, tức là túc từ gián tiếp. Còn cái accusative, cái đối cách là đối từ thì nó là đối từ trực tiếp. Đối từ trực tiếp là đang nói về con gà Pali. Con gà Pali thì nó như vậy, accusative. Còn cái Nam Mô Bụt Tha Giá là mô Phật. Các vị biết riêng cái chữ mô Phật là nhiều cái chữ cũng như nó nhiều vấn đề thú vị lắm. Là cái người Việt mình chỉ biết chữ Nam Mô Bụt Tha Giá thôi, còn chữ Nam Tông á thì Nam Mô Bụt Tha Giá. Mà trong bản này nè, trong bản chú giải này thì chúng ta có một chữ thứ hai tương đương, đó là Nam Mô Bụt Tha Sát. Nam Mô Bụt Tha Sát cũng là mô Phật. Mô Phật có nghĩa là con xin đảnh lễ Đức Phật, con xin hứa cái lòng cung kính đến Đức Phật. Nam Mô Bụt Tha Sát. Nhưng mình tụng kinh cái bài Nam Mô Tát Xá đó, Nam Mô Tát Xá rồi bà thua ra thua xong rồi xong rồi Tát Xá. Trong trường hợp đó mình thấy toàn trong đó xài thì cũng xài chữ Át Xá, xài chữ Át Xá xong rồi xong rồi Tát Xá. Thì như vậy chúng ta có hai cách niệm, một là Nam Mô Tha Giá, hai là Nam Mô Tát Xá. Và trong chú giải kinh Tự Hoan Hỷ của Trường Bộ á, Tự Hoan Hỷ ha, kinh Tự Hoan Hỷ phải ghi Pali giúp cho bà con là Sông Bạc Sa Đáp Ni Gia Sục Tát ha. Còn có câu niệm thứ ba mà tôi thích hơn, đó là Nát Mô Bút Tha Năng, là con Phật chư Phật số nhiều. Bút Tha Năng là số nhiều. Còn Nam Mô Bút Tha Sát, Nam Mô Bút Tha Năng là con xin kính lễ Đức Phật số ít thôi. Còn cái Nam Mô Bút Tha Năng là con xin kính lễ chư Phật số nhiều. Số nhiều. Thì tôi bắt đầu bài kinh bằng cách là tôi đi lạc đề, nhưng mà nó không phải lạc vì cái chữ này nó đang nằm trong bài kinh này mà. Đang nằm bài kinh này. Tức là cái bà này là mỗi lần mà giật mình đó, là mô Phật. Mỗi lần mà giật mình là mô kỳ cựu á. Kỳ cựu có nghĩa là đi chùa từ bé. Hồi xưa là có là Phật tử khắc sĩ, rồi sau đó có đi theo Nam Tông. Mà có một thói quen rất là độc đáo, đó là mỗi lần giật mình đó, là kiểu Chúa ơi. Mỗi lần giật mình là Chúa ơi. Mỗi lần giật mình là Chúa ơi. Còn cái bà Thánh Ân Cha Ni trong cái kinh đầu tiên này nè, thì mỗi lần giật mình là bà mô Phật. Thì ông chồng của bà đó là theo cái đạo Bà La Môn giáo. Thì bà cái ông chồng đó ông ghét cái đó lắm. Ông ghét, làm sao mình ghét được. Ông chồng cũng ghét cái kiểu mà giật mình. Tại Việt Nam kêu nói liệu á. Việt Nam kêu nói liệu. Nó liệu nhưng mà cái bà trong đường kinh giải thích thì cái bà này bán phải liệu. Mỗi lần mà bây giờ mình phải nhớ tới Đức Phật để có bình yên, bà an tâm. Bà này bà là vị tu đồ thế, bà là vị thánh nữ tu đồ. Thì tôi nhắc lại là trong đây nè, trong chú giải của kinh này nè, cái kinh Thánh Ân Cha Ni này nè, thì có cái câu niệm là Nam Mô Bụt Tha Sát, mô Phật.
Và cái câu mà người Việt mình từ xưa giờ biết là Nam Mô Bích Tha, giác thứ ba, thế là Nam Mô Bích Tha nè, Nam Mô Bích Tha nè, nhìn được cái chữ này. Nhưng mà nhớ cái chỗ này nè, niệm Phật không có nghĩa là xin Phật hộ trì gia hộ cho mình, không phải nha, không có phải cái chuyện đó, cái gì đó chuyện đặc biệt. Vì tám trăm lý do cái chuyện đó là vô lý. Thứ nhất là bản thân Đức Phật khi mà Ngài gặp nạn, thì cái nạn đó của Ngài cũng là cái tiền nghiệp quá khứ của Ngài, Ngài tránh cũng không có được. Thì tôi nhắc lại bài kinh trước, trường hợp Thế Tôn gặp nạn là đều là những trường hợp Thế Tôn thị hiện, cố ý thị hiện, cố ý thọ nạn, để mà nhân đó có cái cớ để mà giải đạo cho chúng sinh. Nhưng mà kinh Nam Truyền thì không nói như vậy. Kinh Nam Truyền nói rằng Thế Tôn vĩ đại ở chỗ là Thế Tôn có tuệ giác, tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Thế Tôn vĩ đại là vì Thế Tôn có thể độ cho người khác được giác ngộ sinh tử. Thế Tôn vĩ đại là vì Thế Tôn có lòng thương chúng sinh vô bờ vô hạn, ai Ngài cũng thương. Thế Tôn vĩ đại là vì đức lành nào Thế Tôn cũng có. Tuy nhiên Thế Tôn cũng là một con người rất là bình thường, cũng đói ăn khát uống, cũng bị nóng bị lạnh, cũng bị bệnh hoạn, cũng bị già, cũng bệnh, cũng chết. Thế Tôn cũng bị trái gió trở trời, cũng bị tai bay họa gửi, cũng bị thị phi, cũng bị sự xúc phạm, cũng bị người đời hãm hại đủ kiểu đủ cách. Còn Thế Tôn có cái tâm của Thế Tôn không có bị như mình đó, thì chuyện của Ngài, nhưng mà trên hình thức thì Ngài bị y chang như mình như vậy. Và phải nói thêm là không phải vị Phật nào cũng bị cái số lượng nạn giống nhau nha. Rồi có những vị cái cuộc đời hoằng pháp rất là suôn sẻ, chẳng hạn như Phật Di Lạc sau này. Là tại sao? Là bởi vì cái thời gian mà Ngài tu Ba La Mật lâu quá đi, lâu quá đi, Ngài tu Hạnh Tinh Tấn lâu lắm, chậm là lâu. Và chính vì vậy đó, cho nên tôi đã nói 100.000 lần, tôi nói rồi, mình bước lên cái xe mà trước khi bước lên cái chân mình dính sình, nếu mà mình đi một cái chuyến đường xa đó, một cuộc hành trình dài đó, thì cái miếng sình mình dính trên chân mình nó sẽ rớt từ 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 từ, cuối cùng khi mình đi 3.000 cây số thì cái miếng sình mà lúc đầu mình lên xe đó, bây giờ nó khô, nó rớt xuống, và mình chỉ có mình vừa ngồi vừa phủi rồi mình lấy nách kinh mình tắm nước mình lao lao để sạch tắm. Trong khi đó cái người mà họ bước lên xe mà cái chân của nó dính sình đó, nếu mà cái đoạn đường họ đi nó quá ngắn đi, thì khi họ bước xuống xe đó, cái miếng sình nó chưa kịp khô, cái chân họ vẫn còn dính chút ít nha. Thì cái vị Bồ Tát mà hạnh trí tuệ giống như vậy, khi mà họ đi quá nhanh đi, họ đi 1/4 thời gian của người ta, trên khi mà bị đó thành Phật, thì chắc chắn có những cái vấn đề mà nó còn tồn động, nó chưa giải quyết hết, thì đó là những cái nghiệp cũ ấy, những cái nghiệp cũ. Thì cái gì nó có gì lạ hết. Thì đối với Đức Phật mà Ngài gặp nạn mà Ngài còn không tránh được thì nó chỉ là mình. Cho nên chuyện thứ nhất, đừng bao giờ nghĩ rằng niệm Phật để mà thoát nạn, cái chuyện nó diệt trật lắc. Nó đặt nhiều điểm lắm. Thứ nhất là bản thân Đức Phật không tránh được, tại sao mình không lẽ mình giỏi hơn Ngài? Thứ hai là nếu mà mình niệm Phật không tránh nạn được, cái mình tâm lên mình nghi ngờ Đức Phật, rồi mình bất mãn, mình nghĩ là Phật không có linh, thì đó là sai. Là bởi vì Ngài là một ông bác sĩ, bác sĩ, chứ mình không thể đem cái hình bác sĩ về mình treo trong nhà rồi mình réo cái tên bác sĩ để mình hết bệnh, nó chỉ giữa tầm bậy à, rồi mình réo tên này không hết bệnh mình chửi bác sĩ, nó ông bác sĩ này giỡn ha, không được. Bác sĩ ổng chỉ là giúp cho mình một cái giới hạn nào đó thôi, một cái chừng mực nào đó thôi, cũng có chuyện là ăn uống kiêng khem thuốc men điều độ đúng mức, rồi sinh hoạt đó thì hợp lý, tất cả những chuyện đó là chuyện của mình nha. Chứ mình đừng có đổ hết cho bác sĩ. Chưa kể trường hợp là không phải bệnh nhân nào thì cũng là chữa hết. Thí dụ như thời Đức Phật đâu phải là ai Ngài cũng có giúp cho người ta đắc quả A-la-hán giống nhau đâu. Cái căn cơ, cái nhân duyên, tiền kiếp, giác ngộ của mỗi người khác nhau chứ. Cho nên có nhiều cái bẫy đó. Cái bẫy thứ nhất là mình nghĩ rằng niệm Phật để được Phật độ trì đó, rồi là cái bẫy đầu tiên. Là bản thân Ngài cũng bị nạn rồi, mà làm sao Ngài độ mình được cho hết nạn. Cái bẫy thứ hai đó là nếu mà mình hiểu Phật là một cái người mà ban phước tha tội đó, rồi lỡ mà mình niệm mà mình không thoát nạn rồi mình trách Ngài hay sao? Đó là cái bẫy thứ hai. Cái bẫy thứ ba nữa đó là cái tiền nghiệp của mình tính làm sao? Bởi vì nếu mình nghĩ rằng niệm Phật mà hết nạn thì mình trả lời làm sao về vấn đề nhân quả đây? Nó nhiều cái bẫy lắm. Cho nên
Cái niệm Phật ở đây chỉ có nghĩa là mình nhớ tưởng đến Ngài trong mọi tình huống để lòng mình được thanh thản hơn. Niệm Phật là niệm đến cái ân đức của Ngài thôi, để mình nhớ cái hạnh Ngài mình tu. Và cái người nào thường suy niệm Phật theo cái cách này nè, niệm theo cái cách mà niệm tưởng ân đức của Ngài đó, thì cái lòng mình nó chắc chắn thanh thản nhiều lắm, an lạc nhiều lắm. Ví dụ như mình cứ nhớ Ngài là người không có giận hờn, Ngài là người không có nhỏ mọn, không có ích kỷ, mình nhớ Ngài là cái người ai thì cũng thương, mình nhớ Ngài là người có một cái cõi lòng rộng mở, mình nhớ Ngài là cái bậc đại trí, Ngài không có phải là cái người mà cấp câu chấp thiên kiến, câu nệ một chiều, cực đoan cuồng tính. Đức Phật là sự đối lập với tất cả những cái đó. Cái chữ Phật đối lập với tất cả những cái gì thuộc về thiên kiến, cực đoan, cố chấp, ngoan cố, nhỏ mọn, ích kỷ, tự bế, đóng kín. Đức Phật là sự đối lập với tất cả những cái đó. Phải nhớ cái đó nha. Thì niệm Phật mình nhớ, cứ mỗi lần nhắc tới chữ Phật là mình nhớ là Ngài là đối lập là tất cả những cái gì bất thiện ở đời. Thì cái mà bà Tanajani này mỗi lần bà giật mình là bà nhớ, nhớ là cái chỗ đó đó, trọng trọng mới bực mình. Thì trong chung chú giải cái chuyện rất là dài, tôi chỉ kể vắn tắt thôi. Là hai vợ chồng mỗi người theo một đạo, bà vợ thì theo đạo Phật, còn ông chồng thì theo Bà La Môn. Nhưng mà ông chồng đọc được cái là ông dân chủ, rất là dân chủ. Có nghĩa là ông chia phiên ra, ông nói cái bà có quyền mời Đức Phật và Chư Tăng về nhà để bà cúng dường. Còn tôi thì tôi cũng có quyền mời mấy ông thầy Bà La Môn của tôi về tôi cúng dường. Mà đó là cái tấm nhân chủ của ổng. Nhưng mà ổng chơi không có nice, ổng không có được đẹp bằng bả ở chỗ này. Tức là khi nào khách của ổng tới nhà thì bả vẫn là rất là lịch sự, tiếp đón đàng hoàng khách của chồng. Nhưng mà còn phần của bả mà ngày nào bả thỉnh Đức Phật của Chư Tăng về nhà cúng dường thì ổng tránh mặt từ sáng sớm. Trong chú giải nói rõ như vậy, từ sáng sớm là ổng đã né rồi, ổng đã né rồi, ổng không có thèm có mặt ở trong nhà buổi sáng đó. Mà cái ngày nào mà tới khi ổng cúng dường thì bả có mặt ở nhà mà giúp. Mà ổng có dặn một điều cái này là thầy của tôi á, mà tới đó thì bà làm ơn mà đừng có liệu cái kiểu đó. Cứ mỗi lần mà giúp mình mà bà cứ mô Phật thì là kẹt cái tôi lắm nha. Nhưng mà không có làm được điều đó, bả không làm được điều đó. Cho nên là ổng rất là giận. Ổng tới chùa ở đời bỏ cái gì mà lòng mình nó được nhẹ nhàng. Ý ông nói là tôi bực mình quá sức bực đi. Thì ông không có cảm mộ Đức Phật, ông không có quý mến tin tưởng Đức Phật đúng. Nhưng mà dù sao ông cũng coi Ngài là bậc hiền trí mà. Một người trí thức nói thì kiểu mình bây giờ một người trí thức. Thì ông tới hỏi vậy, hỏi thì bây giờ tôi khổ tâm quá thì mình muốn, bây giờ muốn hết khổ tâm tôi phải bỏ cái gì để cho nó bớt khổ tâm. Đó. Mà trong khi đó đó thì trong bản tiếng Việt mình á, thì mình đọc vô mình thấy lộng sống quá. Xác vật gì được lạc, xác vật gì không sầu thì nghe nó ớn. Chứ còn nếu mà diễn dịch bằng ngôn ngữ hiện đại chúng ta bây giờ nó là như vậy, là tôi bực mình quá đi. Cái bà vợ tôi có nghe tôi bực quá bực đi. Mà tôi muốn biết là những khi mà mình bực mình như vậy, mình làm sao để mình đừng sống được cái bực mình nữa. Thì Đức Phật này biết rõ cái ông này tính nóng, tính sân. Cho nên là Ngài mới trả lời như vậy. Ngài nói thì bỏ được cái tấm nóng thì nó yên thôi chứ có gì hết. Mà chúng ta cũng biết rồi, với 100 người đến hỏi Ngài cái câu này thì chắc chắn là Ngài sẽ có nhiều cách trả lời khác nhau. Thí dụ như đối với ông này nè, thì Ngài nói rằng là bỏ thì ông bỏ tánh nóng ông đi thì ông sẽ an lạc thôi. Nhưng mà có những người khác thì Ngài sẽ trả lời khác. Thí dụ như Ngài có thể nói là thì đừng có thích thì đừng có giảm khổ nữa, đừng có tham nữa thì nó bớt khổ, không có gì hết á. Hoặc là Ngài kêu bỏ cái mạng đi. Mạng là kêu mạng, mạng thì viết tiếng Việt là không có rê nha. Tức nghĩa là đừng có coi nặng mình nữa. Đừng có mình coi nặng, tức là đó giờ mình sống rồi, mình cứ tự mình là mình coi mình là cái chén, cái tô kiểu thì nó dễ bể lắm. Bây giờ làm sao mà tự nghĩ mình là cái sợi tóc, là cái cọng rơm, là cái tờ giấy đi. Thì nó không có dễ bị tổn thương, nó không có dễ bị gãy, không dễ bị vỡ. Mình tu lần biến mình trở thành cọng rơm, trở thành cái sợi tóc, trở thành cái tờ giấy. Thì nó có tới vô số câu trả lời cho cái câu hỏi này. Câu hỏi là bỏ, nó hợp với căn cơ của ổng. Thì sau khi mà ổng nghe được câu trả lời như vậy,
Và chúng ta cũng đừng có ngạc nhiên, đừng có ngạc nhiên là tại sao mà người gì đâu mà đơn giản như vậy, chỉ nghe từ một cái người mà có một cái sự bất mãn ghê gớm sâu sắc nghiêm trọng đối với Đức Phật, mà chỉ cần nghe câu này không, nhưng mà đi tu thì mình cũng có gì lạ là vì ta có 8.000 lý do. Là lý do thứ nhất, cái người mà Cộng Hòa Liên Bang này cũng là một cái người mà phải nói là đại căn đại duyên, ổng tu quá trời nhiều kiếp luôn ha. Bởi ổng giống như một con gà mà gần hở rồi, chỉ cần giờ khẽ nhẹ là tự động. Cái ví dụ là trong kinh của tôi nha, trong cái ví dụ cái người hữu duyên giống như con gà mà nó đã đến ngày nó nở rồi, nó chỉ cần sự giúp đỡ nhẹ nhàng là nó tự nó bung ra. Điều thứ hai đó là cái người mà ông Bà La Môn ổng gặp đó là vị chánh hạnh giả. Tôi phải nói thật với bà con một chuyện, đó là chúng ta hôm nay chúng ta vô phước một chỗ, chúng ta không có dịp để mà gặp những cái bậc mà hiền thánh, những bậc mà đại giác. Nhìn cái gương mặt của họ thôi, nhìn cái cách mà họ cầm cái quạt lên, họ để cái quạt xuống thôi, nhìn cái cách mà họ mỉm cười thôi, nhìn cái cách mà họ cầm một món đồ nào đó, nghe được cái giọng nói của họ, ánh mắt của họ là đủ để mình đảo lộn càn khôn rồi, thưa quý vị. Có. Tôi ví dụ, trong đời tôi có may mắn, tôi có gặp được những vị tôn túc trưởng lão cũng có. Mà thí dụ như tôi có gặp, tính là tuổi đời tôi rất còn, bây giờ thì tôi già đấy, ngày xưa tôi còn, lúc mình tôi được gặp tôi còn trẻ. Tôi xuất gia năm 80 thì tôi còn được gặp ngày Hộ Tông, tôi còn gặp được ngày Giới Nghiêm, ngày Hộ Giác, ngày Ẩn Lâm, ngày Tịnh Sự, rất nhiều. Nói chung là trong các vị trưởng lão tôi chỉ có không gặp hai vị thôi, đó là ngày Bửu Chơn và Pháp Sư Thông Khai. Còn lại là vị sơ tổ của Phật Giáo Nam Tông tôi gặp. Thì tất cả những hình ảnh đó ngày xưa mình cũng có quý, bây giờ mình ngồi mình nhớ lại cái phong cách, cái phong phạm của các vị đó là một cái hình ảnh tuyệt đẹp cho đời tu của mình. Rồi tôi có gặp ngày năm đó Mala Thú Văn Sa là viện trưởng của cái trường Đại học Theravada bên Giang Lung. Cái phong phạm lạ lùng lắm quý vị, lạ lùng lắm. Một cái người cư sĩ lớn tuổi mà họ đi tu, họ cũng tóc bạc, họ cũng đắp y, nhưng mà nhìn hoàn toàn không có giống được với ông hòa thượng, một cái vị đạo đức, một vị cái vị mà trưởng lão mà cao tăng mà thạc đức thạc học, mình nhìn họ lạ lắm. Mình quỳ mình lấy chân họ mà mình muốn lấy cái trán mình gõ cái bàn chân của họ, nó đã như vậy. Thì coi như nó là một cái người mà mình có cái bậc đại giác cái Đức Phật ấy. Mình gặp được ngài rồi đó là mình thấy chuyện gì cũng nhỏ hết. Mà chẳng những trưởng lão trong đạo mà tôi có gặp những người cư sĩ, cư sĩ có tóc có tai có chồng có vợ ngoài đời đó ha, mà có những người cư sĩ mà tôi gặp mặt họ đó, tôi tự nhiên thấy xấu hổ. Có, tôi có may mắn tôi gặp những người Phật tử, những người cư sĩ người Việt Nam nha, tôi không thể kể tên ở đây làm chi nha, nhưng mà tôi gặp mặt họ tôi thấy xấu hổ, mặc dù họ là người rất là bình thường, không phải đắc đạo đắc đạo gì hết, nhưng mà tôi gặp những người tôi vì cái niềm tin họ nó quá trong sạch, và họ là người quá mát mẻ, và nói họ là một người phải nói là rất là kiểu mẫu, rất là kiểu mẫu. Thì mai là người của thời nay đó, và còn như vậy thì nói chi là một bậc đại giác như Đức Phật. Thì cái ông Bà La Môn đã tu nhiều kiếp rồi mà đã về cái ngưỡng gặp lại Đức Phật đấy, và cái câu nói của Đức Phật đó lại nói đúng lúc, đúng cái thời điểm mà cái duyên lành nó chín mùi, cho nên lập tức mà y chang như vậy. Bà con tự coi nhé. Có nghĩa là cũng trong dòng họ Phật Pha Ra Đa Chát của một ông khác. Cái ông này trong kinh nói rằng, trong chú giải đó là ông là khuyết danh. Nhưng bà con biết khuyết danh không? Khuyết danh, trong đây biết khuyết danh không? Khuyết danh làm sao? Rồi xong tôi đã nói chuyện với đám người ngủ bất. Khuyết danh là không có tên. Phải, khuyết danh là không có tên. Nhưng mà sở dĩ các vị thấy trong đây để là Akko Sakat. Akko Sakat, các vị tưởng đó là cái tên chứ không phải. Đây là cái tên, cái đây là cái tên gọi của các cái vị kiết tập sư người ta. Chúng ta có nghĩa là abuser. Akko Sakat là cái người mà đi xúc phạm người khác, chửi rủa người khác, làm tổn thương người khác, chửi bới người khác, thì đó là Akko Sakat. Bởi vì ông này nó là ông ghét Phật đến mức mà coi như nó là ông soạn hẳn một cái bài về. Có hẳn một cái bài về
500 câu để mà nguyền rủa Đức Phật, có vần có điệu đàng hoàng. Năm cũng là một cái bài vè, biết trong Việt Nam là biết bài vè không ta? Vè giống như vè thất thủ kinh đô rồi đó, bài vè đó, bài vè đó, và cũng là một cái bài vè. Mình hiểu năm nay ai cũng biết vè thôi, tôi nói năm nay giống như bài Sáu Tấu Quân vậy đó, có vần có điệu vậy đó, có vần có điệu. Mà ông ghét Phật đến mức mà ông phải ghét Ngài, mà ông lại cũng có chút năng khiếu là thơ ca văn nghệ. Cho nên làm hẳn một cái bài vè 500 câu để mà ông nguyên rủa Đức Phật, coi như là tan nát, không còn một cái cm nào mà ông chưa được chửi đấy. Đã như vậy đó, đã như vậy. Thì là chính từ cái chỗ này đó, người ta mới nói ông là Akosakat, tức là cái ông này là chuyên gia, gọi là chuyên gia, gọi là giống như mình Việt Nam gọi là chữ có nghề đó. Nhưng mà sau cùng thì bài cái này không có gì mà khó hiểu hết, thì bà con coi rồi bà con thấy, tức là ông cũng đó cũng làm ngại mắt, nhưng mà cuối cùng thì ông cũng xin xuất gia. Các bạn thấy ông nào cũng tên Phật đó, chắc là bởi vì dòng họ giống như dòng họ Nguyễn Lê Trần Phạm vậy thôi. Cái tiếng Phật đó là chắc Phật đó là chắc ở trong tiếng Bali chỉ cái này đúng là cái họ cái tên riêng của người ta, mình có mắt nhìn dịch chứ, nhưng mà sẵn đây mình thấy cái tên nhắc đi nhắc lại hoài không dịch cũng ổn. Chữ Pharat nó có nghĩa là cái gánh nặng, Pharat nó có nghĩa là cái gánh nặng. Còn cái chữ Dvachak có nghĩa là twice, Dvachak nghĩa là twice born. Chỉ đoa là hai, thì chắc là sân. Có nghĩa là sao? Cái chữ còn cái chữ đoa chắc là sân hai lần, làm sao? Cái chữ này nó có hai nghĩa. Nghĩa một á, có hai nghĩa ha. Nghĩa một là con chim, hoặc là cái loài sân ra từ trứng. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là lần thứ nhất là được mẹ nó sanh ra, nó là trong hình thức một cái trứng, đúng không? Đó là lần sanh thứ nhất. Cái lần sanh thứ hai là cái trứng nó nở ra. Anh biết nói các bạn nghe hiểu không? Các bạn nghe kịp không? Con chim được ngưỡng độ gọi là đoa chắc là bởi vì nó cần, ta nói là nó có hai lần sanh, nghĩa là vậy đó. Nghĩa là lần thứ nhất là con chim mẹ, hoặc là con gà mẹ, hoặc là con vịt, hoặc là nói chung là loài lông vũ đó. Lần thứ nhất là nó đẻ ra cái trứng, ta kể đó là lần sanh thứ nhất. Cái lần sanh thứ hai đó là cái trứng nó nở ra, thì họ kể đó là một lần sanh nữa nha. Đó là lý do tại sao người gọi là con chim, gọi là loài lông vũ nói chung là đoa chắc. Rồi cái nghĩa thứ hai đó là chỉ cho Bà La Môn, cho cái dòng dõi Bà La Môn. Là tại sao? Là bởi vì họ nói đó, trong cái đạo Bà La Môn họ nói đó là hội đó, cái giai cấp Bà La Môn á, họ nói rằng Bà La Môn á là sinh ra từ miệng Phạm Thiên, rồi vua chúa Sắc Đế Lị đó thì sinh ra từ ngực của Phạm Thiên, rồi cái dòng thương, cái đám mà thương gia doanh nhân á thì sinh từ đầu gối của Phạm Thiên, còn cái đám mà nô lệ đó, cái giới nô lệ đó thì vậy đó. Thì dĩ nhiên cái này đấy, bà sĩ bà tú giống như hồi xưa mình Nho Giáo, hồi xưa bên Tàu ấy là họ cũng gọi vua đó là Thiên Tử. Họ thần thánh hóa, họ thần thánh hóa, là văn hóa văn minh mân mụi đó. Người ta bị nhiều chuyện động trời lắm, ví dụ như mấy cái ông mà cái kiểu mà giống như Lê Lợi, anh hùng áo vải, xuất thân từ nông dân ấy, như Lê Lợi hoặc là Triệu Cung Dẫn, là Chu Nguyên Chương, người đó
mà muốn cho, hoặc là lưu quan mà đó, mà muốn cho người ta nhân cái tin mình đó, mà bắt đầu mới bịa ra cho đệ tử đi nó chôn mấy cái bia đá rồi tự mình chôn, rồi có tự mình đào chôn, mình chôn lén, mình đào và đào cũng sai la âm rùm lên hết. À, trong đó có ghi những cái câu giống như sấm ký quyền hoặc mơ hồ hiểu sao cũng được. À, đại khái đó là cái gì, cơ trời đã báo vậy đó. À, bây giờ có gọi là minh vương xuất thế, bà con thôi hãy hỗ trợ cho cái vị tân vương này thì đời sẽ được thịnh trị thái hòa, những thiên hạ sẽ được an lạc âu ca, thì tùm lum tà la đại khái như vậy. Thì họ thổi phồng như vậy đó. Thì ngày xưa có một thời tôn giáo và chính trị nó là một cặp bảy trung đi gạt người ta nha. Cho nên cái tôn giáo mà các má ăn ghen mà chửi thằng ra mắt mới Phật giáo đó, mà cái tôn giáo đó chính là cái đạo Chúa đó. Mà nó có một cái chuyện rất là kỳ nha, là có rất là nhiều cái đại gia bên Việt Nam mình á, họ dịch cái chữ church, họ dịch là nhà thờ, chứ thật ra cái chữ church này nó còn có nghĩa nó là giáo hội, mình hiểu là giáo hội hay là tòa thánh Vatican. Nhưng mà làm ơn ai mà đọc tiếng sách tiếng Việt mà sau 75 ấy, thì có rất là nhiều sách hội hội gọi cái dịch cái chữ này là chữ church, cái chữ dịch đó là nhà thờ, đúng cái chữ này có nghĩa là nhà thờ, nhưng mà nó có những trường hợp thì mình phải hiểu nó là giáo hội. Ừ, đó là giáo hội hay là tòa thánh và đi căn. Nếu mà biết tiếng Hoa đó thì cái mà mình cắt má ăn ghen cộng sản mọi chữ là chữ cái Việt Nam mình rồi đó, thì có một lúc là có những cái quyết định, cái số phận của Việt Nam mình nó nằm trong tay giáo hoàng, kể cả cái thời đệ nhất Cộng Hòa thì cũng có bàn tay của giáo hoàng, bàn tay của giáo hội và đi căn nhúng vào trong cái đất nước Việt Nam, phải nói như vậy. Thì có một thời là tôn giáo và chính trị nó là một cặp bài trùng để mà nắm cái quyền sinh sát thiên hạ trong tay. Cho nên ở đây chúng ta trở lại một điều đó là chữ Bà Chát, là người ta cái giới Bà La Môn ấy, Bà La Môn ở Ấn Độ đó, để là cái học đưa ra một cái giáo thuyết quái gở như vậy đó. Họ nói rằng Bà La Môn đó là con chính tông, con đích truyền đích tôn của Phạm Thiên, được sinh ra từ miệng của Phạm Thiên, rồi vua chúa thì sinh ra từ ngực của Phạm Thiên, còn cái đám thương gia là tự đầu gối của Phạm Thiên, còn đám là dân hạ lưu nô lệ nó sinh ra từ cái bàn chân của Phạm Thiên. Mà sẽ giới thiệu họ là Loa Chá là sao, là bởi vì đời họ có hai lần sanh. Thứ nhất họ là do mẹ sanh, do mẹ một lần, lại a lần nữa về mặt tinh thần nhé, về mặt tinh thần là lần sinh thứ hai nhé, lần sinh thứ hai, tôi có nghĩa là tự sinh là ba chát là vậy đó. Sở dĩ mà tôi dừng lại chỗ này tôi giải thích là bởi vì cái chữ nó cũng gợi ý những cái chuyện hay hay. Chỉ riêng chữ ba chát không là mình, nếu mà mình gọi là người dài hơi mà già chuyện đó, thì mình có thể nói chữ Đoa Chá này đó, cái biểu đề từ hồi nãy tôi giờ mà tôi vừa lạc đề đó, là nó có tới 1 tỷ vấn đề để mình nói trong đó. Bởi có rất là nhiều lần và nhiều lần tôi nói rồi, chỉ cái quyển từ điển mình lật bài nó ra bất cứ cái trang nào và bất cứ ca cả cả thì chỉ riêng cái chữ ca không đó là nó không biết bao nhiêu vấn đề để mình nói với nhau. Rồi cái chữ cá cũng vậy, là chữ cà cũng vậy, nó không biết là bao nhiêu cái vấn đề để nói chuyện với nhau về chữ cà. Rồi tô tổ tố tổ tổ, rồi ma mạ má mã mạ, chỉ riêng một chữ đó thôi đó, nó biết bao nhiêu. Có gặp cái đó mình mới biết rằng nó là cái biết của mình trong đời đất này nó rất là ít. Và có để ý cái đó mình mới thấy rằng tại sao mà có những bậc đại trí như ngài Sa Lợi Phất, tại sao có vị toàn giác như là Đức Phật, tức là từng cái hạt cát trong cái trời đất này nó đã chứa trong nó vô vàn những cái vấn đề mà mình biết và không biết, vô vàn những vấn đề cần biết và không cần biết, vô vàn những vấn đề biết có lợi và biết có hại, vô vàn những vấn đề mà mình biết nó đem lại nước mắt hay là nụ cười, hoa hay là gai, đại khái như vậy. Cho nên đừng bao giờ cho rằng ta giỏi rồi, ta biết đủ rồi, ta biết nhiều rồi, nha. Cái đó là cái bậy vô cùng. Cái gì mà tốt bao nhiêu cũng là ít, mà cái gì tầm bậy bao nhiêu cũng là nhiều. Cứ nhớ hoài cái câu thần chú này. Cái đó là câu thần chú đáng được ghi nhớ, đáng được xăm lên trán của mình, đáng được dùng son để mà viết lên trên cái tấm gương mà soi mặt. Điều tốt bao nhiêu cũng là ít,
cũng là thiếu, điều xấu bao nhiêu cũng là nhiều, cũng là dư. Cứ nhớ hoài câu đó. Rồi xong, tiếp theo câu nữa. Mà khoan nữa, khoan nữa, còn có một nội dung thứ hai của bài kinh này là cái quái, là cái kỳ quái. Đó là người ta đi tầm đạo nha, người ta đi tầm đạo, người ta đi cầu đạo giải thoát, rồi người ta gặp bậc đại giác, người ta lắng nghe là ta được giác ngộ. Còn cái thằng cha này á, là anh cha đến với Phật á, là bằng những lời chửi, những cái lời rủa. Mà làm sao đời sống nó có hai mặt, đen trắng, tốt xấu, lạnh nóng tối sáng, thiện ác thương ghét vân vân, nó hai mặt. Giác ngộ và giải thoát nó khác nhau ở chỗ nào? Có lúc nó tìm về chỗ sáng, có lúc nó tìm về chỗ tốt, có lúc mình thấy ghét cái gì đó, có lúc mình thấy thích cái gì đó. Như vậy thì cái vấn đề của đời sống nó là sự chọn lựa thôi, thưa quý vị. Nó chỉ là sự chọn lựa thôi. Có một thời ông quay lưng với Phật, ông quay lưng lại với ánh sáng. Có một thời ông nhìn lại, một lúc cũng nhìn lại. Khi mà mình quay mặt về ánh sáng thì tự nhiên mình thấy ánh sáng. Buổi đầu ông này ông đến chửi Đức Phật, ông đang quay lưng lại với ánh sáng. Thế mà ông lắng nghe, ông lắng nghe ngài. Thì mà ông biết lắng nghe đó là biết ông đã biết hồi đầu thì ngài quay đầu lại thấy bờ rồi. Quay đầu lại thấy bờ. Thì cái đời tôi cũng đi chăng như vậy. Có một thời gian dài mình khổ tâm là vì sao? Là mình quay lưng lại với ánh sáng, mình chống đối lại với chân lý. Nhưng có những người suốt đời không nhận ra cái đó, không đủ duyên để nhận ra cái đó. Về văn hóa, về tôn giáo, về chính trị, họ không có khả năng phân biệt được cái gì đem lại cho mình cái niềm vui, sự an lạc. Họ không có đủ phân biệt cái gì đem lại cho mình cái nỗi khổ niềm đau, không biết, không biết. Thì cái vấn đề nằm ở chỗ đó. Đời sống mình sẽ chọn lựa thôi. Tại sao trong muôn người mà tại sao mình thương A mà ghét người B? Trong muôn vật tại sao mình thương, mình thích món này mà không thích món kia? Đời sống nó là một sự chọn lựa. Rồi không khéo đó thì mình khổ, khéo thì mình được vui. Người ta nói đời người con gái 12 bến nước, trong nhờ được chịu. Riêng tôi thì tôi là muốn sửa câu đó. Không phải con gái đâu, mà đời người đó, nó có tới 12.000 bến nước. Nam nữ được cái trong máng giống nhau, giống nhau y chang. Nó có 12.000 bến nước. Chứ đừng có nói là đàn bà, con gái lớn lên lấy chồng theo người lạ thì làm dân là 12 bến nước, không phải đâu. Nói vậy nghèo lắm, đúng là nghèo lắm. Mà phải nói sinh ra ở đời nó mang cái thân người là mình đã có tới 12.000 bến nước, trong nhờ được chịu nha. Nói cái chuyện mình đi bầu cử, đó cũng là mình chọn một cái bến rồi. Tại sao mình chọn ông A, mình không chọn ông B, chọn thằng Tí, mình không chọn thằng Tèo nha? Bầu cử về chính trị. Rồi thì tại sao mình theo cái đạo A mà không theo cái đạo B? Tại sao mình chơi bạn bè đó, mình chơi thằng A mà không theo mình chơi thằng B? Rồi về văn hóa cũng vậy. Tại sao mình thích văn hóa Tàu? Tại sao mình thích văn hóa Nhật? Tại sao mình thích cái văn hóa Mexico? Tại sao mình thích cái văn hóa Colombia hay là Brazil? Hay là thích văn hóa Tây Âu, Bắc Âu, Đông Âu, Trung Âu? Tại sao mình thích chơi lan kiển? Tại sao mình thích chơi bonsai? Tại sao mình thích sưu tập tem, tiền cổ, xe cổ? Tại sao mình thích đánh bài? Tại sao mình thích chơi những cái trò mà bài bạc, trà đình tửu điếm? Tại sao? Thì đời sống nó là cái sự chọn lựa nha, người chọn lựa. Và cái sự bất mãn, cái bài kinh này nếu đọc thoáng qua không có gì hết thì thấy có người tự nhiên ghét Phật, chỉ Phật, rồi sau đó tin Phật, rồi về với Phật. Nhưng mà cái chiều sâu của bài kinh này nằm ở chỗ khác. Đó, đời sống thì nó là một sự chọn lựa. Chúng ta suốt đời mãi hoài chối bỏ, quay lưng với một số vấn đề, tìm về sống chết với một số vấn đề, và tất cả chỉ là một sự chọn lựa của mình thôi. Bài kinh này nếu có thể đặt ra thì tôi gọi là bài kinh hồi đầu thị ngàn. Rồi bài kinh tiếp theo là bài kinh Bi Lăng Nghi Cát. Bài kinh tiếp theo là bài kinh nói Xu Hình Đa Cát. Thì bài kinh này đến thì ông này cũng tới, ông cũng làm ngại mắt. Ông tới cũng chửi ngại mắt. Thì ngài mới trả lời ông thế này. Ngài trả lời đó là ai mà xúc phạm mình á, mà nếu mình không giận á, thì chẳng những đem lại cái lợi cho bản thân mình mà còn lợi cho người khác nữa, người lợi cho cái người mà họ chửi mình nữa.
Cho nên Ngài nói là làm y sư cho cả hai, là chỗ đó. Có nghĩa là một lát nữa mình học bài khác cũng có ý nghĩa giống như vậy. Có nghĩa là thứ nhất là người ta, khi người ta nổi giận, có nghĩa là bản thân người ta đang bị bệnh. Các vị có biết cái đó không? Theo cái khoa học hiện đại, dưới cái ánh sáng của ngay tâm lý học hiện đại, bệnh, cái cơn giận nó là một cái cơn điên ngắn. Mỗi lần chúng ta nổi giận là mỗi lần chúng ta lên cơn. Phải nói như vậy. Đó là nói theo tâm lý học hiện đại, giận là một cơn điên ngắn. Còn nói theo Phật giáo, theo Phật Pháp, thì khi mình thích hay là mình ghét một cái gì đó, thì bản thân cái thích cái ghét đó là một cái cơn điên, một cái cơn kim bao, một cái giấc kim bao. Tôi biết tôi nói cái điều này đó. Và có nhiều người sốc, không có chịu nổi nha. Nhưng mà đó là một sự thật. Cái phần này dạy rằng khi mình thích một cái gì đó, đó là mình đang hiểu lầm. Mình bất mãn một cái chuyện gì đó là mình đang hiểu lầm. Mình bởi vì trong cái nhìn mà rốt ráo, thấu suốt của một bậc thánh ấy, thì trên đời này không có cái gì để mình thích, không có gì để mình ghét hết. Và trên đời này không có người nào dễ ghét, thì mình chỉ có hai hạng người đáng thương và đáng yêu, đáng mến thôi. Thì bất thiện hay là người đáng thương, đáng tự nghiệp. Chỉ vậy thôi, chỉ vậy thôi. Trên đời này chỉ có hai hạng người, một là đáng thương hay là đáng yêu. Mà tiếng Việt Việt Nam mình có một vài trường hợp mình nghe cái chữ thương yêu mình tưởng nó đồng nghĩa. Đúng, có nhiều trường hợp thương yêu đồng nghĩa, nhưng mà nó tính đáng thương đáng yêu nó lại khác nghĩa. Các vị biết mà phải không? Các vị không cần tôi giải thích nha, nó người Việt hết rồi. Thì có đời này chỉ có hai hạng, đáng thương và đáng yêu thôi. Đáng yêu là người thiện, và đáng thương là người bất thiện, chỉ vậy thôi. Cho nên khi mình bất mãn, mình hờn chẳng một người nào đó, có nghĩa là mình đang lên cơn á, mình đang trong mũi cơn điên ngắn. Thì cái phần này dạy rằng khi nào mình bị xúc phạm, khi nào mà mình bị người ta tấn công, mình không bị tổn thương ấy, thì ngay lúc đó đó mình là thầy chữa bệnh cho mình và cho cả đối phương, là vậy đó. Và cái câu kệ này nè được Đức Phật nhắc tới luôn rất là nhiều lần trong những cái tình huống tương tự nha. Bà con nhớ cho nó là những trong những tình huống tương tự, nhưng lời Ngài cũng nhắc đi nhắc lại câu kệ này. Và như là một cái công thức sống vậy đó, giống như một cái phương, một cái pháp sống ở đời mà tôi thấy rằng đeo câu rất là đáng để được xem là một cái câu kinh nhật tụng mỗi ngày để mà mình ghi nhớ tâm niệm. Bởi vì trong đời sống này nó rất là dễ bị tổn thương, mà rất dễ bị người khác họ xúc phạm. Thị phi mà, đời sống là thị phi, nó là cái cõi của cõi, cái cõi đất của thị phi mà. Làm sao mà có cái chuyện mà chúng ta không có bị người này người kia gián tiếp và trực tiếp mà làm cho mình thấy phiền. Cái quan trọng nhất là tôi nói ngoài mà sợ bà con thấy kỳ, tự kỷ ấm thị nó hay ghê lắm. Tự kỷ ấm thị nó hay ghê lắm. Tôi không biết tôi đi shop, tôi nghĩ có lẽ tôi đi shop ở tuổi nào tôi không biết, nhưng mà tôi cứ tự tâm niệm một điều, không cần ai nhắc, cứ mỗi ngày tâm niệm mình phải làm giả một cái tâm niệm này. Sắp đi rồi. Bởi vì các vị biết nếu mà tôi không có Phật Pháp, thì tất cả những gì mà tôi tưởng tượng ra về đời sống và về bản thân tôi đó, đủ để làm cho tôi điên, đủ để làm cho tôi nhảy lầu quá chứ. Mà có một điều đó là nhờ cái chết, nhờ cái niệm nhớ về cái chết đó, nó rất là hay. Và ở đây cũng vậy, cứ những cái thị phi, những cái buồn phiền nào đó nó đến với tôi, thì ở đây hoàn toàn tuyệt đối không hề có một cái ý gì là khoác lác quanh quanh về cái công phu tu hành của mình. Cái đó vậy, người ta nghe tôi biết mà, tôi giả là chỉ người ta nghe tôi biết. Mà tôi chỉ nói một điều đó, tôi chỗ này không phải quanh quanh khoác lác, mà tôi phải xác nhận đó là một cái điều đáng để chia sẻ. Đó là tôi nhớ là cái chết rất là thường trực. Cái đó phải tu hành gì hết trơn, không phải tu hành gì hết, mà cái đó để tự cứu thôi. Tự cứu rất là hay, cứ tự nhớ hoài như vậy, không cần để nữa nhé. Cứ nhớ hoài là sắp đi rồi. Cái nhớ này nó rất có lợi, là bởi vì mình không nhớ như vậy nên là nó có 800 cái gì nó cứ chật chờ nó đổ đầu mình nha. Mình cứ nhớ như vậy thì dĩ nhiên Đức Phật là bậc đại bi đại trí, thì mình đừng có làm sao mình so với Ngài. Ngài nghĩ cái gì nên Ngài, thứ nhất là Ngài không còn phiền não là đã thấy đủ rồi nha. Còn riêng cái chuyện của mình thì mình có nhiều cách tâm niệm, nhưng mà riêng tôi thì tôi chọn cái chết. Tôi chọn cái chết. Trong những trường hợp mà thị phi cái này, hoặc là những khi mình nổi cơn điên lên, thì tôi cứ nhớ là sắp đi rồi.
mình sắp đi và cái người mình làm phiền mình thì họ cũng sắp đi. Hiện chỗ ở hiện tại của tôi thì chỉ có khoảng chừng chắc khoảng 200 mét thôi. 200 mét là một cái nghĩa trang đẹp lắm. Nhưng mà các vị biết rồi, nghĩa trang nó đẹp cỡ nào thì nó cũng là nghĩa trang. Nó đẹp cỡ nào nó cũng là nghĩa trang. Nghĩa trang bên đây thì nó dễ thương lắm. Người ta xây cái nấm mộ không có cao mà người ta để cái xác nằm ở dưới hay rồi bên trên ấy, người ta làm cái mô đất. Có khi nhiều cái mô nó ngang hẳn 100% ngang với mặt đất. Có nhiều cái mô nó cao cao lên hiện chút, tức là có đầu cao đầu thấp. Nhưng mà cái đầu cao thì nó cách mặt đất nhiều lắm, nó vẫn gì tắc rưỡi gì tắc. Nó làm cái nấm một cái miếng đá granite hay là một cái phiến xi măng gì đó. Rồi trên đó nó để cái hình trang trí như hình thập giá, là hình hồi sống. Mà chỉ cách tôi vài bước thôi, mặc dù ở khu biệt lập, mà là nghĩa trang đẹp thì đẹp, nhưng nó rất là điều nghiêm, nó rất là cô quạnh. Và cái hình ảnh đó, nó là một hình ảnh mà đáng để mình suy gẫm. Thở nào còn sống, bao nhiêu là điêu bọng rách nung, bao nhiêu là cái phải vò đầu bứt tóc, phải giải quyết từng ngày. Những buổi sáng sớm phải đổi mưa đổi gió, dành tuyết mà đi làm, có tiền trả hóa đơn, thanh toán điện nước, điện thoại, lo chồng vợ con cái. Rồi thì một ngày tóc bạc buông tay hết, ra ngoài gò mà nằm một mình, nắng gió mưa sương một mình. Rồi dòng đời nó vẫn cứ tiếp tục nó trôi, thế giới này vẫn tiếp tục hoạt động và vận hành đi về phía trước. Trong khi mình thì mình là kẻ xuống tàu, mình đã ở lại rồi. Nói về cái xác thôi nha, về cái còn cái chuyện đi tái sinh thì tôi không nói nha. Nhưng nói về cái xác đó thì có nhìn ở lại rồi, nằm lại đó. Rồi nếu mình còn tái sinh thì tiếp tục đi về một cái phương trời khác, cũng tiếp tục một cái vòng quay trùng phục và tái hiện, mà trong kinh Phật gọi là sanh xa đó. Xin hỏi là cái đổ thị được này là sao vậy hè? Tôi nói liên tục không có thở mà bà con có nghe không? Đó, như vậy thì cái người đổ thị được này có lẽ là phải tự xét mình nha, tự xét mình. Ok. Ok, bây giờ mình qua bài kinh tiếp theo là bài kinh Bi Lăng Di Cát. Bài kinh Bi Lăng Di Cát. Ông cũng y chang như vậy. Ông cũng là không có thích phạt. Rồi ông tới bực quá là thấy ghét ngồi vậy. Mà cái này tôi có gặp rồi. Tôi có gặp những người cư sĩ mà họ không có tin đạo, nhưng mà do họ chở người nhà đó, họ lấy xe chở người nhà tới chùa, rồi ông lẽ ngồi ngoài, đúng là hồi đầu mấy lần trước họ cũng ngồi ngoài, mà sau đó thì khi nắng gió mưa sương họ chịu nổi cũng vô chánh điện, vô trong cái chỗ buổi giảng đó, cái chỗ pháp hội họ ngồi, họ bực mình lắm, họ bực lắm, họ trong như nó xong nữa họ về, cũng có, và có nhiều người là do người nhà rủ quá không đi, mất lòng, cũng ráng họ đi. Vô đó thì còn bực mình lắm. Thì cái chuyện đó thời nào cũng có. Và có nhiều người mình biết là, ví dụ như bây giờ mình biết đi, nhưng mà bây giờ ông xã mình hoặc bà xã mình hoặc là người quen mình nó rủ đi nghe hòa nhạc thì mình ông đi cũng kỳ, mà ông để cho người ta biết mình biết. Ví dụ như vậy thì cũng ráng đi, mà vô đó đâu thấy gì đâu, thấy người ta thấy ông nhạc trưởng cầm cái cây đũa quơ quơ vậy đó, cũng ráng đi, cũng muốn trong nó xong đi về. Đại khái như vậy. Thì ở đây cũng vậy đó, ông này bực mình, ông ta không nói hết, ông cứ ngồi, ông nằm vạ vậy đó. Nhưng mà không ngờ là Đức Phật hiểu được cái lòng của ông. Và Ngài đã nói cho ông nghe một câu kệ, ông nghe xong rồi thì ông đi xuất gia. Nguyên cái chương này thì đại khái cũng nhiều đó thôi. Tức là nguyên cái chương này thì toàn là vậy đó. Tôi nghĩ nguyên ngày nay là xong rồi đó. Nguyên ngày nay là coi như là mình cũng chẳng có cần gì phải là ngành như mình nói vậy, chắc nên đi giảng nửa chương thôi nha, chứ mình bỏ hẳn nguyên chương thì cũng kỳ. Nguyên chương vậy đó, giống nhau nội dung như trang, nó khác gì hết. Nguyên chương có nghĩa là những cái ông bà la môn là trong cùng một cái dòng họ, tới rồi bất mãn Thế Tôn, nhưng mà sau cùng thì ổng được Ngài cảm hóa và mấy ổng mới đi xuất gia và chứng quả vị là hạn. Tôi nói rất là nhiều lần là tại sao trong kinh nói gặp Phật ra đời là một cái điều khó, là bởi vì chúng ta biết là hôm nay có kinh điển, có chư tăng, có Phật tử, có bạn đạo, nhưng mà làm gì thì làm, cái may mắn nhất trong cái dòng sinh tử là gặp một vị Phật.
Ngài biết rõ mình như thế nào, Ngài biết mình cần cái gì. Một câu thôi. Cho nên có một cái đoạn kinh đọc tôi rất là xúc động, đó là chú giải của kinh Đại Bát Niết Bàn, kể rằng là khi vào cái đêm cuối cùng, khi mà Đức Thế Tôn sắp viên tịch, chư thiên mà trong vô số vũ trụ họ tìm về đó, chiêm ngưỡng Ngài, ken cứng với nhau, ken cứng với nhau trong suốt có phạm vi 12 vô từng vuông. Mà lúc đó Đức Phật Ngài dạy cho Ngã Nan biết rằng, Ngã Nan biết không, đêm nay thiên chúng về để mà hầu Như Lai, để nghe Như Lai nói chuyện, để nhìn Như Lai lần cuối, đông đến mức mà nếu mà nói bằng ngôn ngữ của nhân loại, tìm một cái chỗ trống để mà chọt cây kim mà không có đụng chư thiên, không phải là chuyện dễ. Không có một chỗ trống như vậy, không còn chỗ trống nào mà có thể lấy cái mũi kim, không có một cái chỗ trống nào để chọt mũi kim mà không có chư thiên, đông như vậy. Và Ngài cũng ví dụ giống như bột á, giống như bột mình, bột mì mà người ta nén vào trong một cái ống, ở cái ống tre và đó, nó cứng như vậy. Là vì sao? Là vì có vô số những vị trời, vô số những vị trời mà ngày trước họ biết là Bồ Tát vừa đản sinh và sẽ thành Phật, họ tự nghĩ rằng sẽ đến hầu ngày khi ngày thành Phật, nhưng mà vì tuổi thọ của họ nó lâu quá đi, họ sống lâu lắm, nhưng khái niệm thời gian của họ là khái niệm thời gian di thung nhé. Mà người Việt Nam mình là có thể nói là hầu hết là sanh tử trên cõi phẩm thiên số, mình phải nhìn nhận cái đó. Bởi vì người Mỹ, người Nhật, họ người ăn lê, quý vị tới London buổi sáng, hoặc tới Tokyo, hoặc tới Hồng Kông, hoặc tới New York buổi sáng sớm, hoặc Zurich của Thụy Sĩ, chúng ta tới những cái nhà ga, chúng ta thấy người ta tranh thủ, người ta ráo riết lắm. Còn riêng người Việt mình, một ly cà phê mình có thể uống 4 tiếng đồng hồ, mình cứ tà cả thế giới là người ta tất bật, đầu tắt mặt tối, nhưng mà cả cái dân tộc Việt Nam mấy chục triệu người thì giống chữ thiên ở một điểm, mình coi thời gian ra hết, người ta tà tại mình đã xuống mà, dân tộc mình là dân tộc ở cái phẩm thiên xuống, cho nên là mình coi thời gian nó ra hết. Thanh niên mình có thể nói là làm sáng ăn trưa, làm trưa ăn chiều, chứ mình không có diện gì để làm hết. Cho nên tôi rất là tự hào tôi là người Việt Nam, tôi tự hào lắm. Phật tử Việt Nam của tôi cũng cần học đạo mà cũng có thể hành thiền, vẫn có tuệ này tuệ kia, tuệ thứ năm thứ tám là ba giây, là có ba nốt nhạc là có tuệ thứ tám rồi. Phật tử của mình là đâu có cần học giáo lý, vì giáo lý nó đúng là nó chỉ có con ngọt sắc mê mê thôi. Rồi thêm nữa là mình coi như cái dân mình là phẩm thiên xuống, nên mình coi thời gian không ra hết, mình cứ để thời gian nó trôi kệ cha, trăm năm chỉ là chớp mắt. Sau cái câu mình này các tỳ kheo, đây là cái lời di huấn cuối cùng của ta cho các ngươi. A man tu jami vô phi quy quá tham ma sao sang kara ma đi sam ba đi, đây là lời giải cuối cùng của ta cho các ngươi. Các pháp hữu vi là vô thường, hãy tinh tấn chớ có dễ vui. Sau khi nói câu này xong, Thế Tôn lập tức nhập vào sơ thiền, xuất sơ thiền, nhập vào nhị thiền, xuất khỏi nhị sơ thiền, nhập vào tam thiền, và cứ như vậy là 24.000 tỷ lần, và rồi lập tức viên tịch. Khi mà ánh nắng mặt trời chưa có ló dạng ngày ra đi, thì lúc đó họ mới tá quả tâm tinh, thì ra ôi thôi rồi, nồi sụn, có như đã muộn rồi, thuyền đã rời bến, mà con mới chịu tới đây chỉ nhìn cái bóng đò nó đi trong cái màn sương trên sông thôi, thấy được cái bánh lái của nó thôi đó. Còn mình thì sao? Mình 2500 năm sau mình mới biết Phật pháp, mà mình không biết xui hay là mai, khi mình là dân người dân Việt vẫn tiếp tục tà tà như ngày xưa thân ái. Cho nên ấy, chúng ta thấy đó, mấy người này đó, họ bất mãn cái gì là bất mãn, nhưng họ chỉ cần họ gặp được Ngài thôi, họ gặp được Ngài, Ngài nhìn họ là Ngài biết họ muốn cái gì rồi, Ngài nhìn cái lỗ mũi của họ là Ngài biết họ nghĩ cái gì rồi nha, nghĩ cái gì. Cho nên có rất là nhiều lần tôi nói, mình muốn dùng cái iPhone của người ta, mình muốn dùng cái laptop, cái computer của người ta, là mình phải biết cái passcode, password của người ta nha. Cũng vậy, đối với chư hiền thánh ấy, chúng ta cũng phải có cái password, passcode của họ, thì mình mới có thể mình liên thông được, mình mới connect được, mình mới có thể communicate với họ được. Chứ còn không á, thì cái tủ kinh chỉ là tủ kinh, không mắc mới gì mình hết. Đức Phật là Đức Phật, ở phương trời của Ngài, của mình ở phương trời của mình. Và để tìm được đường, con đường về với Phật, cái con đường đầu tiên nó phải là cái gì? Đó là mình cùng nhìn về một hướng mà Ngài đã nhìn.
Ngài kêu gọi mình cái gì? Sự nhàm chán sanh tử. Cho đến bao giờ mà mình chưa thấy sợ cái sự hiện hữu của mình ở trên đời này thì Ngài nó tạm thời mình không cần thiết phải nói cái đạo nó thẳng như vậy nha. Chưa thấy sợ, chưa thấy chán. Ngày nào mình còn thấy sợ, mình chưa có hiểu được lời Phật đi. Có nhiều người họ hỏi với họ hỏi tôi, hỏi sư cứ nghe giảng hoài mà sư không muốn đi tu. Thì tôi nhớ tôi có trả lời một câu thôi, tôi nói, tại vì các vị chưa thật sự thấy mình bệnh, cho nên các vị chưa thấy thầy thấy thuốc nó không cần thiết nha. Nếu mình tìm đến cái đạo đó mà chỉ để về để lấp trống, lấp đầy những cái khoảng trống thời gian để mà tiêu khiển, để mà giết thời giờ, để mà có được tuổi già bất hiu quạnh, để mà có một tuổi trẻ bớt cô đơn, để mà có được từ những giây phút mà nó khuây khỏa qua đường, như là nghe một bản nhạc, như là đi dựng một cái nhạc hội, có một cái vở tuồng vở kịch gì đó, thì đại khái nếu như vậy thì tôi xin báo trước là cái Phật pháp chẳng giúp được gì cho mình đâu. Phật pháp là những cái bài thuốc, nó chỉ thật sự nó gây được cái hứng thú thú vị cho những người nào mà thấy mình là một con bệnh, một bệnh nhân và thấy sợ bệnh, phải nói như vậy. Bởi vì càng coi kinh nó cho mới ngộ được một điều, tin Phật không phải là chuyện dễ, hiểu Phật thì càng khó hơn. Là vì sao? Bởi tại sao tin Phật là một không phải là chuyện dễ? Là bởi vì chúng ta chưa đến lúc hoặc là không phải lúc thấy sợ cái sự hiện hữu của mình trong cuộc đời này, phải nói như vậy. Không có thấy sợ. Chứ nếu mà chúng ta có một chút niềm tin, chúng ta thấy rằng đời sống là mong manh, tắt thở rồi không biết mình sẽ đi về đâu. Có người thì họ suy nghĩ rất đơn giản, ôi chết rồi, nó mất tính. Hời nè, thiên hạ bao nhiêu tỷ người, có ai nhớ đến chuyện đó? Thì thế giới nó vẫn đi về phía trước, trái đất vẫn quay, mặt trời vẫn lặn và vẫn mọc, mặt trăng đúng ngày thì nó lại đến, để đúng ngày nó lại đi. Thế giới trời đất nó vẫn y vậy mà nó vận hành, nó xoay chuyển có gì đâu. Mình biết đạo hay biết đạo cũng vậy thôi, mình có bận tâm cho mấy thì cũng vậy thôi. Có người phải suy nghĩ như khi nghĩ về đời sau kiếp khác và kiếp khác, para là khác, còn thái giá đó là sợ hãi, đó sai vị là thấy. Nhưng mà mình dịch chung là paralo cấp phá giá đó sai vị là biết ưu tư. Khi nghĩ về đời sau kiếp khác, nguyên có thuộc một cái khác, the other one khác. Lô cá là the world, là một thế giới, hoặc là đời sống, the life. Và đó lô cá là đời sau kiếp khác. Phayadasavi là thấy sợ, biết sợ, biết worry. Biết worry, Phayadasavi là biết worry, biết lo ngại. Khi mình nghĩ đến cái chuyện, đến những giây phút mà mình tắt thở, mình biết là mình là ai, ở đâu tới. Các bạn biết từ hồi bé, mà khi tôi nhìn lên trời đêm, tôi cứ bằng cái suy nghĩ của trẻ con, tôi nghĩ là không biết cái vô cùng vô tận thì nó dẫn về đâu. Tức là phải nói là từ hồi bé tôi đến ưu tư đó, tôi biết là cái vô tận này nó đi về đâu, lẽ nó cứ là một khoảng không như vậy hoài nên là hay sao. Rồi lớn một chút tôi nghĩ về tôi nghĩ về thân phận một kiếp người, tôi nghĩ chẳng lẽ nào mình thích cái này mình thích cái kia, rồi mình gom thu gom, mình collect, rồi mình kiếm tiền, mình chất đóng nó, rồi cuối cùng rồi mình đi mình bỏ lại hết hay sao. Tôi cứ ưu tư cái đó, tôi khó chịu cái đó, và rồi tôi sợ hãi và tôi rất là buồn cái đó. Tại tôi thích nhiều thứ lắm, cho đến tuổi này tôi phải nhìn nhận tôi còn thích nhiều thứ lắm. Mà tôi cứ ngồi tôi nghĩ hoài, tôi nghĩ trời được rồi, gom hết cái này rồi bỏ lại hết à. Mà chưa có gì mà nó tàn nhẫn, nó phủ vàng cho mình. Các vị bước vào trong một tiệm đồ cũ của Thụy Sĩ, tôi kêu là Prokilohan. Có dịp tôi muốn các vị, khi mà các vị về Thụy Sĩ để tại đi du lịch ấy, thì các vị rất nên gọi là rất nên. Nếu mà đi ít ngày thì thôi, còn nếu mà đi hơi nhiều tới trên 10 ngày thì rất nên vào internet tìm trước những cái chỗ nó kêu là Brooklyn hay là Broken House ở trong internet á. Thế thì mình biết trước mình đi tới chỗ nào, mình sắp đi về Zurich, sắp đi về Geneva, sắp đi về Bern hay là Lucerne, hay là sắp đi về San Moritz, hay là sạc mắt bất cứ một cái địa danh nào hết, thì mình tìm trước những chỗ đó, đi một lần cho biết. Các vị có thể tìm thấy ở đây tất cả những cái gì mà trong đời sống mình cần đến, từ chăn đề đệm áo quần nồi niêu son chảo thùng thao dao kẹo mũ nĩa, rồi cho đến những cái thứ mà tranh tượng rồi bàn ghế, rất là nhiều thứ, nhiều cái thứ phải nói đẹp giá trị cực kỳ. Có những cái bộ bàn bộ ghế mà phải nói là 5-7 ngàn đô la đó. Tôi nghèo
nhưng mà tôi phải nhìn nhận là những bộ bàn ghế đó 5-7 ngàn nó chỉ là nhiều tiền chứ phải đặt tiền, vậy mà trong đây nó chỉ bán cho mình chỉ mấy chục bạc, 100-200 bạc. Bên đó, bên đây nè, nó có nhiều chỗ đó quý vị tu lắm, một là quý vị vô trong cái tiệm đồ cũ, hai là các vị đi ra ngoài nghĩa trang đẹp lắm, cái gần Zurich coi như là bước vào đó một lần, cái nghĩa trang nó nằm kế bên cái bờ hồ, nó đẹp, nó đẹp từ cái mình ghen tị với người chết, những người đang nằm bên dưới, tại sao anh chết rồi mà anh lại choáng chi một cái chỗ nó quá sức đẹp như thế này, rồi thì cũng buông hết mà đi, mà biết đời sau kiếp khác đi về đâu, có thể là một con trùng con dế với ống trống, có thể về một xứ châu phi xa vời nóng nực nghèo đói để mà ở, có thể về những vùng đồng lầy nước động ở châu Á mũi mồng rắn rít, rồi có thể về những vùng tuyết giá quanh năm ở châu Âu, hoặc là những cái vùng mà xương rồng sa mạc ở Nam Mỹ, không biết mình sẽ đi về đâu. Ok, bây giờ đủ rồi, chúng ta sẽ gặp lại nhau vào ngày thứ mấy quên mất, là thứ năm. Xin gặp lại các con thứ năm. Xin chào các vị. 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 Xin chào.